bây giờ sao? Mày láo à? Hả? Mày láo à? Hả? Mày như thế thì chơi được khách không ạ? Ông bỏ ra. Bây giờ cô muốn làm sao? Hả? Mẹ đâu? Hả? Mày... anh bảo lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Em đi làm gì đây? Em đến nhà. Đến nhà làm gì? Tôi nói bao lần với cô rồi, nhà có khách là cô mới đưa con xuống kia ăn cơm cơ mà. Nhưng mà em đây vào nhà trong như mọi lần thôi. Nhà trong bác đang nghỉ ngơi, không vào được. Đi xuống kia nhanh. Nhưng mà bố ơi, con không muốn ngồi ở dưới đấy đâu. Tại sao không muốn dưới đấy? Anh ơi, có việc gì đấy? Đấy, anh nghe con nói thế, dưới đấy cạnh chuồng lợn như thế nó hôi hám bẩn thỉu, xong rồi toàn muỗi như thế con làm sao mà chịu được. Ờ hay, nhà có khách toàn đàn ông, đi xuống dưới kia ăn. Mẹ con mình thì không nói người lớn, nhưng mà con bé nó bé như thế này, xuống dưới đấy nó không chịu được đâu. Bé thì cũng đàn bà con gái đi xuống dưới kia. Mà cô buồn cười nhà, hôm nay cô định giở chứng với tôi đấy à? Hả? Em không có ý gì cả, nhưng mà ít ra anh cho con bé lên ngồi ăn cùng với anh. Đê, xuống kia đi, chồng cô nói thế rồi con cứ cãi để làm cái gì nhỉ? Xuống đi, tí nữa tận xuống đấy ăn đấy. Bây giờ nhá, nó là con trai nhá, tôi cho nó lên lúc nào nó cũng lên được đây nó ngồi ăn nhá. Chứ bây giờ nó còn gái, đi xuống kia hết. Nhanh lên, đi đi. Sao anh lại nói câu vô lý thế nhở? Thế con gái không phải là con anh à, mà sao lại anh lại phân biệt nam nữ? Tôi phải cãi nhỉ, xong rồi lại mẹ nào con đấy đấy. Cho nó lên nhà ăn một hôm không được à? Ở đây toàn là đông, họ hàng anh em ở đến đây. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, mà bây giờ cô còn thế này. Hả? Cô có ai ra gì không? Muốn phải nói về vấn đề này đâu, nhưng mà thật sự là cái chuyện này em nhịn lâu rồi ấy. Sao lại phân biệt nam nữ như thế? Em là em về đây em sinh con cho gia đình anh, em lấy anh mà mọi người lại cứ phân biệt kiểu vậy. Con gái thì làm sao cơ chứ, con gái cũng là em xuất ruột đẻ ra, cũng là con của anh, cũng máu mủ nhà anh thôi. Đã không biết đẻ mà nói nhiều. Sao mẹ cũng nói câu như thế? Mẹ cũng là phụ nữ với nhau, bình thường thì con không nói, nhưng mà hôm nay tại sao là mẹ không sắc. Kiểu dâu này láo quá rồi đấy. Bây giờ em tính như nào đây? Hả? Anh đã bảo bao lần rồi, con gái thì không nên lên nhà khi có nhà có khách. Bây giờ này muốn làm sao? Hôm nay em chỉ muốn xin một điều, đó là cho con em lên nhà anh thôi. Anh có đồng ý không? Không lên, đi xuống kia. Nếu vậy thì không ăn uống gì hết cả. Con này là láo như này, mày không phải nó à? Bây giờ sao? Mày láo à? Hả? Mày láo à? Hả? Mày như thế thì chơi được khách không ạ? Ông bỏ ra. Bây giờ cô muốn làm sao? Hả? Mày đâu? Hả? Mày... anh bảo lắm rồi anh ơi! Mày ơi! Mày ơi! Mày ơi! Mày ơi! Mày ơi! Anh đừng có khóc, có mẹ ở đây! Bây giờ cô làm sao? Bây giờ cô làm sao? Hả? Cô làm sao? Cô làm sao? Mày là thế! Nhặt hết rồi! Thôi con đừng khóc nữa, con mẹ ở đây. Mẹ ơi, con đây là người cuối cùng đây, con không chịu được đâu. Mẹ ơi, mẹ. Cô không chịu, cô làm sao? Thôi thôi anh ơi, thôi. Không thôi gì hết. Mẹ ơi, mẹ. Bây giờ cô có nghe không? Nếu cô không nghe, cô cút ra khỏi nhà này. Được, nếu anh muốn. Đã nhà tôi thôi. Mẹ con tôi đi. Cô đi luôn đi nhá. Đừng về đây nữa. Láo tết. Tôi vào nhà khách khứa không? Kệ nó, đi đâu thì nó đi. Đi thì đi luôn đi. Vợ này không có lấy vợ này, lấy vợ khác.